Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một củ cà rốt hình tròn với phần nguyên liệu là lem như cốt tông, màu vàng cam và màu xanh lá cây như thế này nhé. Kim móc mình sử dụng trong phần này là kim móc 2.5mm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt tay vào thực hiện nhé. Thank you.
chúng mình đã được một phần củ cà rốt hình tròn tròn rất là xinh xắn và dễ thương như thế này rồi. Rất dễ làm phải không nào? Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên ủng hộ mình bằng một like, một subscribe và comment xuống phía bên dưới video.